Sau khi bước ra sau cánh cửa này, mình sẽ tìm hiểu nhau. Nếu em muốn tìm hiểu, ok, anh sẵn sàng đón nhận. Nếu trong quá trình mình tìm hiểu, em cảm thấy không thoải mái, em cứ nói với anh sẵn sàng là bản thân của em như ngày nào đó. Cái này giống như là ranh giới vô hình ấy. Ranh giới của tình bạn. Cái lúc mà mình có tình cảm với bạn ấy, sau mình cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì mình ngồi ghế chương trình ấy, khi mà hiểu được bản thân ấy thì mình mới dám nói cho bạn biết. Yêu đương như thế nào người ta không biết. Nhưng mà... kinh nghiệm yêu đương. Nhưng mà thật sự đây là cảm giác rất là lạ. Vì tao biết Peter phải trân trọng cơ hội này. Vì Peter cũng không muốn Vinat phải nắm tay về với một ai hết. 2 năm trước tao có gặp mày thì cũng trong bạn bè đấy, thì cũng có anh Soho. Thì tao cũng gặp mày. Thật sự lúc đó mày rất là điên. Tao thì... nhưng mà thật sự là tao thấy được cái gì đó, sự ngây ngô ở mày. Một cái sự rất là chân thành. Và tao nghĩ là tao có thể làm bạn được với mày. Và từ hút đó thì tao đã giờ tao nhắn tin cho mày và tao muốn làm bạn với mày. Và lúc đó tao cũng thích mày. Nhưng mà trong cái quá trình thì mày biết rồi đó, thì tao cũng biết chuyện tình cảm của mày với anh Soho thì nó không được may mắn lắm. Thì lúc đó mày khóc rất là nhiều với tao, mày nhớ không? Cái điều mà tao cảm thấy đau lòng nhất khi tao tiếp xúc với mày đó là mày chưa bao giờ được yêu. Mày chưa bao giờ được có một tình yêu gọi là chân thành hết. Và ngày hôm nay anh muốn nói với em. Thật sự anh biết là những điều sắp tới này anh nói nó hơi crazy, hơi điên rồ một chút. Anh biết là mối quan hệ mà là bạn thân, nhưng anh vẫn muốn thử. Tao có nói anh vẫn muốn thử để nói hết. Anh vẫn muốn thử mình sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Nếu em muốn, anh tôn trọng em. Nếu em muốn, sau khi bước ra sau cánh cửa này, mình sẽ tìm hiểu nhau. Nếu em muốn tìm hiểu, ok, anh sẵn sàng đón nhận. Nếu trong quá trình mình tìm hiểu, em cảm thấy không thoải mái, em cứ nói với anh sẵn sàng là bản thân của em như ngày nào đó. Nếu mà ra về thì tao cảm giác rất là bất công cho mày ấy. Tất cả nha. Tao đừng nói vậy. Mày chơi với tao bao lâu rồi? Xin lỗi, em chơi với anh bao lâu rồi? Sẽ có tao không quen bọn không tao quen mày. Thôi thì cho anh sến hết hôm nay đi, mình về xong mì tao cũng được. Thật sự là anh biết em rất là lâu rồi. Anh hiểu tính cách của em mà. Anh không, chắc có thể là anh không hiểu 100% hoàn toàn em hết. Nhưng có thể là anh có thể hiểu ít nhất cũng kha khá đâu đó là gần 80%. Hiện tại tao vẫn nói rồi đó, tao vẫn còn rất là nhiều tình cảm với Soho. Nên nếu mà ra về thì... ok. Nếu mà mày nói vậy, nếu mà em nói vậy thì anh nghĩ là, và anh không muốn mất em. Anh sẵn sàng đồng hành với em là một người bạn thân lần nữa. Thật ra bạn nhìn đi cái màu sắc của hai bên á. Bạn là bên màu xanh đúng không? Mình là bên màu hồng. Mặc dù là hai cái ghế nó rất là gần nhau. Mình là ở cuối nữ, còn bạn là ở đầu nam. Nhưng mà nó có một cái ranh giới ở giữa. Bạn có cảm thấy như vậy không? Cái đó là điều đương nhiên luôn, không phải suy nghĩ nữa. Đúng rồi. Tức quá. Nhưng mà sâu xa hơn á thì mình cảm thấy như là cái này giống như là ranh giới vô hình ấy. Ranh giới của tình bạn. Thật ra mình cũng suy nghĩ rất là nhiều khi mời bạn lên đây. Kiểu lúc thì muốn nói, lúc thì không biết là có nên nói hay không nữa. Nhưng mà kiểu như là không biết bạn tin không, nhưng mà mình cũng đoán được là bạn rồi ấy.
Tại sao? Tại vì có mấy lần bạn nhắn tin đồ các thứ á. Bạn nhắn tin tôi chứ không á? Không. Có. Nhắn vụ gì đâu? Đi quay nè, xong về bạn nhắn tin rủ đi uống nước. À, đi xong rồi bạn đòi đi nhậu đúng không? Là bạn nhắn tin mình trước mà. Thì hôm đấy thật ra là có cả chị Vân nữa, nhưng mà cuối cùng chị Vân bùng kèo, chị Vân không có đi. Đó. Xong rồi là còn mình với bạn với là Trâm Anh thôi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà... Nói đi. Nhưng mà kiểu như là... thôi. Bạn nói đi. Thôi bạn nói đi. Thôi bạn nói đi. Không hồi kết luôn đấy. Thật ra là cái lúc đi quay ấy, lúc đầu mình không biết là bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mình đâu. Mà còn nhớ bạn còn chúc sinh nhật mình mà bạn xưng anh không? Lúc đầu mình không có biết. Sao mà một năm sau bạn mới rep đúng không? Ngày xưa có là gì đâu rep. Ủa. Thật ra lúc mà ngồi đây thì mình cảm thấy có một người rất là giống nguồn năng lượng của mình. Lúc đầu mới nói chuyện xong mình tính quay ra mình hỏi các bạn có phải Cung Bảo Bình không? Ý chấp mình luôn. Thấy không? Như nào? Có nhiều cái điểm chung lắm. Cái lúc mà mình có tình cảm với bạn ấy, sau mình cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì mình ngồi ghế chương trình ấy, sau mình cũng không biết phải làm sao hết. Cái mình cũng phải cân đo đong đếm tất cả mọi thứ. Khi mà hiểu được bản thân ấy thì mình mới dám nói cho bạn biết. Tại vì trước giờ bạn cũng thấy là mình chỉ nói kiểu vu vơ thôi ý. Mình chưa có bao giờ mà mình chính thức mình nói với bạn. Thật ra thì mình cũng ngại á. Tại vì thấy mọi người ship bọn mình nhiều quá trời luôn á. Xong rồi kiểu như là mình cũng nghĩ là bây giờ Dung đang ngồi ở đó. Xong rồi bây giờ mọi người ship nhiều như vậy có ảnh hưởng đến bạn không á? Như kiểu mọi người sẽ nói là sao vẫn ngồi ghế đó. Với lại kiểu khi mà ngồi ở đấy thì cũng mong muốn mà lớn nhất ấy cũng là để tìm kiếm một nửa của mình thôi. Bằng cách nào cũng vậy. Như nào không, nhưng mà mình muốn về với bạn. Mình muốn về với bạn. Em là ánh dương của mặt trời, như là ánh trăng treo đầu non, là ánh sáng của cuộc đời khi bình minh lên. Anh là trái đất xoay quanh người. Không phải tư cách một người bạn, mà là người yêu. Mà là người yêu. Bạn về với mình nhá. Bạn về với mình nhá. Ok. Happy ending. Chúc mừng cho Đức Anh và chúc mừng cho Phương Dung. Thật ra Vinat, Vinat không có cần phải cố gắng như vậy đâu. Không cần phải cố gắng chịu đựng một mình như vậy đâu. Hãy để cho người khác quan tâm Vinat. Những điều mà Peter làm á, Vinat lúc nào cũng từ chối. Có thể là sợ phiền, cũng có thể là một cái gì đó Peter không biết. Nhưng mà thật sự Vinat cho Peter có một cảm giác rất là lạ. Peter không biết đó là gì, nhưng mà nó khác xa từ trước tới giờ mà Peter cảm nhận được. Peter biết
gì tôi không biết. Sắp tới Peter xin đối xử hoặc làm như thế nào, nhờ Vinat có thể cho Peter có một cơ hội để được quan tâm, được bảo vệ, chia sẻ. Thật ra là Peter rất muốn chia sẻ Vinat. Vinat cứ chịu một mình không à. Thiệt sự là cái gì cũng chịu một mình luôn á. Đôi khi là thật sự là muốn chia sẻ bằng cách này, cách khác, cách nào cũng vậy, cũng từ chối không. Lần này khác nha. Lần này vào một cái lớp khác nha. Ok không? Không có một mình nữa. Và Peter không biết á là mình yêu đương như thế nào, Peter không biết. Nhưng mà có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng mà thật sự đây là cảm giác rất là lạ. Peter biết Peter phải trân trọng cơ hội này, vì Peter cũng không muốn bị nát phải nắm tay về với một ai hết. Thân tâm anh muốn thấy em cười nhẹ, giống lúc này là những lúc bên anh cả bầu trời. Peter chỉ muốn Vinat cho Peter có một cơ hội để tìm hiểu và hiểu sâu hơn về cảm giác mà Peter cảm nhận được. Và như Peter nói, Đức Chúa Trời luôn sắp đặt một điều đó đến với Peter, và những điều mà Peter thấy Vinat giống như là một bè sườn của Peter vậy. Bè sườn. Bè sườn. Thiếu một cái sống được không? Giờ hai người là một, không có tách riêng, chia sẻ, thấu hiểu nha. Yeah, cho Peter một cơ hội. Thôi một cái nữa được không? Wait. Sợ khóc lần nữa. Nghĩa là Vinat ngồi xuyên suốt chương trình này đến giờ cũng có một bài tập khóc, nhưng mà chỉ là tại vì nó chạm đến cái chỗ mà yếu điểm nhất của Vinat á, nên là Vinat mới vỡ òa cảm xúc ngay lúc đó thôi. Chứ thật ra là Vinat hầu như là không khóc trong suốt tất cả cái tập này, hình như vậy. Chỉ có tập đây là tập mà Vinat chơi mascara tùm lum tùm le, giờ tóc rối bời, tay chân này kia cũng quýu hết trơn, cũng không biết, run lắm mọi người ơi. Nếu mà Peter nghĩ Peter phá cái rào cản của Vinat, thì Peter thành công rồi đó. Thì Peter thành công rồi đó. Em là ánh sáng của mặt trời, như là ánh trăng trao đời mơ, là ánh sáng của cuộc đời khi bình minh lên. Anh là trái đất xoay quanh đời, anh thế khi không đổi thay, lặng lẽ đưa gió mây qua đen xanh thêm màu nắng. Như cuộc sống vui thật siêu kỳ, tình cầu cứ xoay trong vang ly, ngày ngày mơ đẹp vui hơn như mặt trăng. Nơi nào có em sẽ là